dậy. Ôi mà đê ầm ầm ơi ơi ai ơi. Lũ con ma túy. Ôi mà đê rêu an than tuổi hờn cái trên trắng tay hương. Ba búa đâu? Có ba búa. Thằng Trường đâu? Thằng Trường đương thuê thuốc. Tốt, để cho nó gặp sâu ma túy. Để con đời nó là con nợ của ta. Buông ra. Anh Trường ơi. Kìa bố. Bố ơi, bố có thấy anh Trường đi đâu không bố? Thằng Trường, bố phải con phải lòng thằng đó. Dạ, thưa bố, vâng ạ. Vậy chúng mày yêu nhau 2 năm rồi hử? Thưa bố, anh Trường trẻ khỏe đẹp trai, lực học thì cả trường không ai sánh kịp. Cảnh nghèo phên điếp mái tranh, không có bố, một thân mẹ tào tần sớm hôm. Nắng mưa bão giông. Dám vụng trộm yêu nhau. Vậy chúng mày sống thử đến đâu rồi? Bố ơi, đấy là chuyện ngoài đời, chứ chúng con chẳng dám hư người mất nết. Khi ra trường, chúng con sẽ tổ chức lễ thành hôn. Lễ thành hôn? Lấy chồng kén giống chọn dòng. Phải đâu con cấn thầm đông một phương. Em yêu yêu đường như tấn, em ấy trò cười. Em yêu yêu đường như tấn, em ấy trò cười. Thiếu gì là gì, thiếu gì trai bảnh này à. Cớ đâu chọn chồng là chồng một thằng nhà quê. Bố ơi, yêu hoa cho con được tìm hoa. Không ăn rồi ở thì giữ nếp nhà danh gia. Ai biết ma ăn cỗ. Đừng để cái bụng to đứng cái chỗ mẹ. Con dạy cái mang hóa mặt với nàng. Việc đó thì bố cứ yên tâm. Con vẫn đang gọi chuyên cần sách bút. Và vẫn là đứa con khuôn phép hiền ngoan. Nhưng bố ơi, anh Trường thì sao? Anh ấy bỗng bỏ bê tất cả, bỏ tình yêu lạnh ghé âm thầm, việc học hành bất cần buông xuôi. Nỗi riêng sao ý chẳng nghe nên lời. Con chưa ôm dơm dặm bụng.
nhưng con thấy mình cần có trách nhiệm vì mối tình riêng con mang tròn bên lòng. Bây giờ cứ tự lo thân mình là tốt nhất, chả dỗi hơi nuôi cọp rồi cọp bắt lạt nhà. Hạnh. Dạ. Kể từ hôm nay con phải từ bỏ thằng Trường. Từ bỏ thằng Trường ngay lập tức. Bố, kia bố, bố ơi. Anh Trường ơi. Anh Trường. Em đi tìm anh ở đâu bây giờ? Anh. Anh Trường. Anh. Anh Trường. Anh đi đâu mà bỏ Trường bỏ bàn, bỏ tình yêu giá lạnh đơn côi. Anh ơi. Ruột tâm mình bối rối trăm mối gọi. Em ngẩn ngơ nỗi sầu. Hay. Xót xa nhường nào thì thêm sầu thêm khổ. Vậy là Hạnh không giận anh sao? Không, em thương anh mà. Anh ơi, thấm thoát đã 25 rồi anh nhỉ, nỗi vấn vương từng nét chữ trang thơ. Lời trao lời lắng lại lòng ta, cây lá thắm không la đà phai nhạt. Đức Hạnh là em vẫn thanh bạch khiết trinh. Anh ơi, một mảnh trời riêng, đôi ta hẹn ước vẹn hồng chuốt những vần thơ, tháng năm ấp ủ đời chờ tin xuân. Em như trang giấy trăng mây, anh hòa lên lẽ con thuyền tình yêu. Bài thơ xưa chưa tròn đôi câu, cần mang theo bóng tình nhau trọn đời. Đi qua năm tụi bay hãy cắt cầu rút ván nghi tán hai đứa cho ông. Anh Trường.
cứ lẩm lì chẳng nói một câu. Nó căm ghét bố vì cấm nó yêu thằng Trường. Không, tôi phải cấm, bởi vì bàn tay thằng Trường nó nhúng chàm như tôi. Bàn tay ta đã nhúng chàm chứ biến người thành đi kẻ mà để tham tàn với tham tàn sát nhân. Ơi mạt mạt đi cửa mạt cửa thời bước đi đắng một đi phường. Con chào bố ạ. À, ai bố con gì với mày? Kể từ giờ không được gọi tao là bố. Hàng của ta đâu? Dạ thưa bố. Hàng của ta đâu? Dạ thưa ông chủ, hàng trục trặc, phải vài ba hôm nữa mới có. Tôi phải về vì ngày mai trường tổ chức kỳ thi. Thi cử đã làm gì? Đối với mày cứ đốt sách đi là hơn cả. Sao ông lại nói với tôi như thế? Ông vẫn bảo nhân bất học, bất chi lý. Ngày hôm qua khác, hôm nay khác. Vậy ông cũng khuyên em Hạnh bỏ học. Cái Hạnh con tao khác. Kể từ bây giờ, tao cấm mày không được đến cửa nhà tao. Mọi quan hệ với con Hạnh từ nay chấm hết. Mới ngày nào ông mời tôi đến nhà kèm cặp giúp cho Hạnh đỗ vào đại học. Xong việc, ông nói ngon nói ngọt. Ông hứa, ông sẽ giúp tôi mau trở thành giàu có. Thì tao đã giúp mày có vàng sâu tiền mỡ, dùng dỉnh ăn chơi, lõa xóa tiêu xài. Công việc làm ăn như đại ý này, mày thực hiện cho đầu xuôi đuôi nọt. Kể từ hôm nay, phải đoạn tuyệt mối tư tình. Vì lý do gì? Lý do? Còn hỏi lý do gì nữa? Con trẻ tao không có cái tên là Trường. Cút! Ông đuổi tôi. Phải, tao đuổi. Ông định ruồng bỏ cái sản phẩm mà chính ông đã tạo ra. Tao không tạo ra. Mày tự tạo thành ma. Ông bắt bọn tay chân ăn với ma túy, ngủ với ma túy thì làm sao không nhiễm ma túy? Hàng của tao đã gói và buộc thật kỹ. Bây giờ mà còn trách cứ gì ông? Tôi trách ông. Trách ông vì tôi ăn cháo đá bát. Tưởng tôi không dựa vào ông thì tôi sẽ chết giữa vòng cạm bẫy ư? Nhưng ông nhầm rồi. Tôi sẽ làm lại để trở thành người lương thiện. Lương thiện đó, đã dính vào ma thì khó dứt nghe con. Đây, tao sẽ thưởng cho mày 50 triệu đồng rồi biến. Tiền. Thật ghê tởm những đồng tiền nhuốm máu. Không, ta không cần. Mẹ ơi, mẹ đã chất chiu từng hạt sữa yêu thương. Vậy mà giờ đây con phụ công mẹ rồi. Mẹ ơi, trèo lên cây quế lúa này, ai làm cây đắng lòng mày quê ơi. Đốn đi quê lại mọc trồi gần ta, đổ đốn rác dài còn đây. Nhà ta không chứa kẻ như mày. Cút ngay. Phải, tôi phải ra đi khỏi ổ rắn hang hùm. Hỡi con rẽ cùi xanh lòng đỏ ra. Lão tuyệt.
tôi hỏi, đây có phải là nhà ông Lang không đây? Không phải hỏi, cứ vào. Ông, xin lỗi ông, ông có phải là ông Lang? Đúng rồi, Lang đây. Đúng là ông ấy. Ông ấy bây giờ thân hình béo tốt hơn xưa, nốt ruồi đen ở cằm vẫn nguyên si. Đúng, đúng ông Lang, tài xế lái xe. Đúng, đúng bà Lang, khuôn mặt trái xoan, vóc người xinh xinh thon thả, nhưng trông khắc khổ hơn xưa. Bà là Lan, công nhân trồng rừng. Phải rồi, còn ông là ông Lang, lái xe đường Tây Bắc. Đúng rồi, bà Lan. Ông Lang! Mấy chục năm qua rồi. Trái tim tôi suốt đời khắc hoài, một cuộc chia tay níu luyến tại bìa rừng. Hẹn một ngày nên duyên đoàn tụ. Những phút giây dâng tràn nề tình yêu thương. Bát ngát cây xanh nghi điệp mì trung mi vùng sơn cước. Quay lại nông trường tìm bà thì bà bỏ đi đâu? Tôi bỏ đi vì giọt máu của ông cứ mỗi ngày hiện hiện. Đành cắn răng từ giã ra đi, bước lang thang lê la kiếm sống. Quân y quyết y sớm chiều y mẹ an ý con, mẹ con quân đi quyết đi sớm đi chiều đi. Vui cùng cây bi. Hiện giờ con của chúng ta đâu? Là trai hay gái? Nó là trai. Năm nay tròn 24 tuổi. Chính vì nó mà tôi phải tới đây. Vì nó bà phải tới đây. Nhà trường gửi thông báo về quê, nói là từ sinh viên chăm lo đèn sách, vậy mà nay lại bỏ lớp bỏ trường. Bà bảo sao? Có phải thằng Trường? Phải, chính nó tên là Trường. Trời cao đất dày ơi, bà ơi, chỉ vì tiền mà tôi biến thằng Trường thành kẻ buôn ma túy, nghiện ma túy. Thật vậy ư? Trời ơi, độc ác thay. Tàn ơi, độc ác dại.
độc ác mà già nghi dạ man đi ơi trời ơi ơi à ấy mây nắng nghề ơi nghề mang đi tiền mà ông lỡ hại con tôi, ông là kẻ đòi lốt thú hai người, ông lang ơi là ông lang kìa mẹ con, mẹ để mẹ vất vả tìm con Trường, con xin mẹ ngàn lần tha thứ Trường con đấy ư? Dạ. Mẹ đi tìm con chẳng thấy con, nhà Trường chỉ cho mẹ vào đây, thế con với cô Hạnh là thế nào? Dạ, Hạnh là người yêu con, nhưng bây giờ thì... Bây giờ thì sao hả con? Bố của Hạnh đã ruồng bỏ con, đổi trắng thay đen, dã tâm trở mặt. Bà Lan ơi! Vậy thằng Trường là... Thằng Trường nó là con trai ông đây! Trời ơi! Trường ơi! Trường! Con trai của bố! Không! Ông không phải là bố tôi! Ông là người bất nhân bạc nghĩa! Nhưng con ơi! Con chính là giọt máu của ông ta! Nhưng mẹ ơi! Chính ông ta đã dâng cảm bẫy hại con, đẩy con vào tình cảnh nhục nhã đớn hèn. Con buồn ma túy, con nghiện ma túy thật nơ. Chỉ vì cả tin mà con xa ngã, khi con vỡ lẽ thì đã muộn màng. Mẹ ơi. Trường, hãy đứng lên đi con. Dạ. Mẹ tin ở con. Mẹ tin ở con yêu của mẹ. Dạ. Thế ông Lang, còn cô Hạnh có phải là con ông? Hạnh là con duy nhất của tôi. Trời đất ơi, loạn luân, ngọn luân. Không, không phải vậy. Tôi nhặt được nó gốc đa đầu làng, nhưng chưa bao giờ tôi hé răng nói sự thật rằng nó là con nuôi của tôi. Bố! Kìa, Hạnh! Con là con nuôi của bố thật sao? Hạnh, dù sao con vẫn là con yêu của bố. Vậy là đã rõ. Những đồng tiền buôn ma túy đã gột nặn tôi có vóc dáng hình hài. Ôi, thật đớn đau một đời nhục nhã. Kìa Hạnh, đừng bỏ anh. Ôi, anh Trường. Ôi, chỉ vì muốn có nhiều tiền mà đạp lên luân thường đạo ni. Tội của tôi thật là đáng chết. Chết cả trăm lần. Bố. Các con ơi, thật là phúc đức ở hiền gặp lành, trời Phật cứu sinh. Hạnh ơi, mẹ rất thương em, từ nay chúng mình có mẹ hiền ở bên. Gắn kết yêu thương ngập tràn hạnh phúc. Ngập tràn yêu thương hạnh phúc.
con đi chèo.